Xin chào các bạn. Kể từ video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách vẽ các con vật theo một cách cơ bản hơn và chuyên nghiệp hơn. Nó mang nhiều cái kiến thức hội họa hơn. Thì mình sẽ xây dựng một cái clip để hướng dẫn chi tiết cái cách vẽ này. Cách vẽ này thì sẽ áp dụng chung cho tất cả các loài vật. Thì ở cách vẽ này thì đầu tiên chúng ta sẽ xây dựng cái mô hình cái bộ xương của con vật trước. Chúng ta sẽ vẽ một cái khung xương trước. Xong sau đấy thì chúng ta sẽ thêm da thịt vào. Còn những cái bước sau như đánh chì rồi là chỉnh sửa chi tiết thì vẫn như các clip trước đây của mình đã từng làm. Tất cả các phần video thì mình sẽ đều để phụ lục ở dưới phần mô tả. Thì để không mất thời gian của các bạn, hoặc các bạn muốn xem phần nào thì các bạn hãy di chuyển đến cái phần đó để xem nhé. Hôm nay thì chúng ta sẽ vẽ một con tê giác. Thì loài tê giác ngoài tự nhiên thì đang đứng trên bờ vực của tuyệt chủng. Thì do cái nạn săn bắt để lấy sừng, người ta cho rằng sừng cái con tê giác này có thể chữa được bệnh các bạn ạ. Nhiều khi xem các chương trình thời sự, nhìn thấy những xác con tê giác nằm chết chỏng chơ, bị chặt mất cái phần sừng đi mà mình thật sự là mình cảm thấy nó đau lòng. Để thực hiện cái phần phác thảo này thì thông thường mình sẽ sử dụng bút chì HB 2B. Tuy nhiên thì do mình thực hiện clip để cho các bạn theo dõi và làm theo, do đó mình sử dụng bút chì 3B để các bạn có thể nhìn thấy rõ hơn. Bởi vì mình sử dụng cái đèn chiếu sáng là nó bị chói anh em. Nó chiếu lên giấy nó chói, đâm ra là nó rất khó nhìn. Mình phải sử dụng 3B. Thế anh em có thể sử dụng 3B cũng được, không sao cả. Trước khi vẽ thì anh em hãy quan sát thật kỹ ảnh của mẫu vật. Thì con tê giác này thì nó sẽ có một cái hộp sọ khá là to. Với những cái xương ở các chân này thì nó sẽ ngắn thôi các bạn ạ. Ngắn kiểu dạng ngắn lùn ấy. Thì cũng giống như cái loài động vật ăn cỏ khác thì cái phần xương ở lồng ngực của nó thì khá là to và kéo dài đến tận cái phần xương chậu phía sau. Do đó chúng ta sẽ vẽ một cái lồng ngực mà nó khá gần với cái phần xương chậu. Còn đối với các loài động vật ăn thịt thì cái khoảng xương lồng ngực này nó khá là nhỏ và nó cách xa cái phần xương chậu phía sau. Mục đích của việc này có lẽ là để cho cơ thể nó gọn nhẹ và linh hoạt hơn khi di chuyển. Còn đối với các loài động vật ăn cỏ thì cái khoang bụng càng to thì càng chứa được nhiều cỏ. Khi vẽ cái khung xương như này thì mọi người đừng quá chú trọng đến các chi tiết. Chúng ta chỉ sử dụng những cái nét phác thảo đơn giản, tối giản nhất có thể để chúng ta vẽ. Trước đây thì mình thường hướng dẫn mọi người vẽ theo cách bằng 3 hình tròn. Thật ra bản chất của cách vẽ đấy nó cũng chỉ là đơn giản hóa của cái việc vẽ lại cái khung xương như này thôi. Chứ nó cũng không có gì đặc biệt. Thông thường mình sẽ vẽ một hình tròn ở đầu, một hình tròn ở khu vực vai và một hình tròn ở khu vực hông. Thì cách vẽ đó thì cũng được. Tuy nhiên thì nó sẽ dễ dàng bị sai với cái tỷ lệ và cái hình dáng. Chúng ta mất thời gian hơn một chút cho phần dựng cái khung xương này thì sau chúng ta vẽ thêm da thịt vào thì nó sẽ đơn giản hơn. Thế như vậy là mình đã thực hiện xong cái phần vẽ khung xương của con vật. Thì các bạn có thể tẩy đi những cái nét thừa hoặc những cái nét rối mắt quá thì các bạn tẩy đi. Đây mình đang phải sửa lại cái phần hàm này bởi vì cái phần xương hàm của nó cũng khá là to. Nó kéo sâu xuống.
Sau khi có phần khung xương hoàn chỉnh rồi thì bây giờ chúng ta sẽ vẽ thêm phần da thịt vào các bạn nhé. Ở phần vẽ thêm da thịt này thì có một vài lưu ý nhỏ nhỏ cho mọi người. Đó là khi vẽ ở cái phần vai này thì chúng ta có thể thấy ở phần khung xương thì nó nhô lên một tí thôi. Nhưng mà khi vẽ thêm da thịt vào như này thì nó phải nhô cao hơn nữa. Gần như là cái phần vai nó cao vọt hẳn lên ấy. Phần hông thì anh em sẽ vẽ cho cái phần hông nó cũng to hơn như vậy. Còn việc thực hiện các bộ phận khác thì cũng khá là đơn giản. Chúng ta cứ vẽ theo cái khung xương mà chúng ta đã định sẵn đấy rồi thôi. Sau khi hoàn thiện phần đắp thêm da thịt thì các bạn mà bắt đầu xóa đi những nét thừa, xóa đi cái khung xương trước đây mà chúng ta đã vẽ. Quá trình này thì các bạn có thể vừa xóa vừa sửa, vừa tô lại cái đường nét. Ở những cái bộ phận nào mà chúng ta thấy nó chưa hợp lý thì chúng ta có thể sửa lại ở cái giai đoạn này. Sau khi dựng hình xong thì chúng ta sẽ bắt đầu đánh chì. Vẫn như mọi khi thì mình sẽ sử dụng chì 3B để đánh một lớp mỏng toàn bộ các bộ phận của con vật. Các bạn có thể nhấn nhá thêm hoặc tô đậm thêm ở những cái phần như kiểu là phần dưới bụng con vật. Sau đấy thì dùng bông hoặc là bút giấy để đánh lại một lượt. Khá là đơn giản. Mình đã hướng dẫn cái việc này trong rất nhiều video rồi. Sau khi đã hoàn thành việc đánh lớp chì 3B thì các bạn hãy sử dụng bút chì có cái độ đậm lớn hơn để chúng ta nhấn lại những cái khu vực tối sáng trên cơ thể con vật, những cái nếp nhăn. Ở đây thì các bạn có thể thấy rằng cái phần đằng sau chân trước thì cái phần này nó sẽ tối. Phần này sẽ bị cái chân trước nó che nên nó sẽ tối. Mọi người nhấn lại cái phần đấy cho mình. Hai nữa là cái nếp nhăn ở trên cái chân trước của con tê giác. Thì cái nếp nhăn này thì hầu như là con tê giác nào cũng có. Nó là một cái nét tương đối là đặc trưng. Quá trình nhấn những cái nét tối sáng này thì các bạn cứ vẽ đậm nó ra bình thường. Lát nữa chúng ta sẽ tiếp tục duy trì cho những cái phần mà chúng ta vừa đánh đậm thêm ấy. Một số cái phần tối mà các bạn trải qua bước này các bạn phải đánh lại chì, đó là một là như mình nói lúc nãy là những cái khe kẽ ở chân, phần bụng dưới của con vật. Phần bụng dưới của con vật thì sẽ được đánh chì từ đậm đến nhạt dần cho đến phần lưng. Bởi vì phần lưng là cái bộ phận nó được chiếu sáng nên nó sẽ sáng hơn phần dưới bụng. Hai nữa là một cái bộ phận nữa mà các bạn cũng phải đánh chì cho tối hơn, đó là cái phần chân ở phía khuất. Thông thường cái phần chân ở phía khuất nó sẽ tối. Ở bước này nếu có bất kỳ sự sai sót nào hoặc thấy cái bộ phận nào chưa ưng ý thì các bạn vẫn có thể hoàn toàn sửa được và tô lại các cái đường nét. Sau khi hoàn thiện thì như lúc nãy các bạn có thể sử dụng bông hoặc là bút giấy để các bạn đánh lại một lần nữa. Quá trình đánh chì ở giai đoạn này thì các bạn nên sử dụng bút giấy có đầu nhỏ hoặc tăm bông để các bạn đánh thì nó sẽ đẹp hơn. Thật ra thì cái khâu đánh chì này cũng là một khâu tương đối là quan trọng. Nó không đơn giản chỉ là các bạn dùng bút giấy để các bạn đánh lại đến đâu thì đánh, mà quá trình đánh này thì các bạn cũng phải chú ý đến lực của tay. Điểm nào cần nhấn và điểm nào không cần phải nhấn quá mạnh. Nó gần như là một cái phương pháp vẽ vậy.
Công việc này cần sự luyện tập và kinh nghiệm. Do đó các bạn thực hiện càng nhiều thì các bạn quen tay và các bạn sẽ thực hiện nó tốt hơn ở những lần sau. Vừa duy trì thì chúng ta cũng vẫn có thể là vừa sửa và tô lại các đường nét. Tô lại các đường nét thì mình cũng sử dụng bút chì đậm màu 5B hoặc 6B. Đến giai đoạn này thì bức tranh của bạn gần như có thể hoàn thành. Các bạn có thể dừng cái việc vẽ của mình ở đấy. Tuy nhiên thì thông thường thì đến cái đoạn này thì mình sẽ sử dụng cái tẩy sét đấy bạn, để mình tẩy lại một lượt. Cái vị trí mình tẩy ở đây là những cái gờ nổi trên những cái nếp nhăn này, những cái khu vực sáng. Ở đây các bạn có thể thấy là ở những cái nếp nhăn ấy thì cái phần rãnh của cái nếp nhăn ấy, thì nó tối thì đương nhiên rồi. Nhưng còn những cái phần nó gồ ghề, nó nổi lên thì đương nhiên nó phải sáng hơn những phần khác. Do đó mình sử dụng cái tẩy sét này, mình nặn nó thành những cái đầu nhỏ để mình có thể tẩy dễ dàng. Một số cái phần khác cũng cần tẩy nữa là cái phần lưng. Thì như lúc ban đầu mình nói là cái phần lưng là cái phần được chiếu sáng ấy. Do đó phần đấy nó sẽ sáng hơn những phần khác. Nên là mình sử dụng cái giai đoạn này để mình hoàn thiện thêm những cái bước đó, những cái công việc đó. Ok các bạn. Thì clip của mình đến đây có lẽ là cũng xin được kết thúc. Nếu anh em nào thấy clip hay và thú vị thì hãy subscribe ủng hộ mình để ra những video hướng dẫn tiếp theo. Nếu anh em có vấn đề gì đấy đó thắc mắc, hoặc là có thể là yêu cầu mình vẽ cái con vật gì đó, thì các anh em hãy để lại comment. Thì nếu mình thấy cái đề xuất nào hợp lý, hoặc là có con vật nào mình chưa vẽ thì mình sẽ vẽ cho mọi người xem. Ok, cảm ơn anh em nha.